Kênh YouTube cây giống bồ kết xin kính gửi là chào chúc sức khỏe an toàn thể quý bà con trên miền tổ quốc. Thì video hôm nay em tiếp tục lại quay cho các bác xem video tối buổi tối hôm nay nhé, em lại tiếp tục tăng ca các bác nhé. Thì hôm nay nhà em vẫn tách hạt như bình thường thôi các bác ạ. Đây em sẽ quay cho các bác xem quả bồ kết nhà em các bác nhé. Nhà em mua nhà em về nhà em phơi rất chi là khô và để tách hạt. Thì khi nhà em tách nhà em sẽ cắt ra và cắt mép như thế để mình tách cho nó dễ các bác nhé. Nhà em mình tách bằng tay hết. Thì đây nhà em sẽ dùng cái nhíp hoặc là cái bút điện các bác nhé. Các bác chọc vào cái khe mình vừa cắt đó, xong rồi mình gẩy hạt ra các bác nhé. Đây các bác có thể thấy này, hạt rất là đẹp luôn nhé, rất là mẩy luôn ạ. Thì sau khi tách hạt xong ấy, thì nhà em sẽ mang hạt đi ngâm để mà ủ lấy mầm các bác nhé. Còn những cái vỏ này thì nhà em sẽ vẫn mà để bán được, mình có thể là mình dùng để gội đầu hoặc là mình cũng có thể để đốt các bác nhé. Thì đây hôm nay nhà em lại tiếp tục tăng ca đóng hàng tối các bác nhé. Đây đơn nhà em đi đơn từ 5 đến 10 đơn các bác nhé. Thì như các bác có thể thấy cây bên trong rất là thoải mái khỏe mạnh luôn các bác. Còn trong đây là những cái khi các bác mua quả bồ kết khô thì nhà em sẽ đóng vào trong đây và gửi đi cho các bác rất là chắc chắn luôn, để đảm bảo cho các bác là nhận hàng đến tay các bác là rất là đảm bảo chất lượng các bác nhé. Còn đây là quy trình khi mà nhà em đã ngâm hạt nảy mầm lên rồi thì nhà em sẽ nhặt từng hạt nảy mầm ra để nhà em mang đi gieo trồng các bác nhé. Thì thường thường đây như các bác có thấy hạt nảy mầm rất là đạt luôn các bác nhé. Thì như này nhà em sẽ mang đi để nhà em gieo trồng lấy cây thực sinh, sau đó nhà em sẽ cắt để ghép. Còn những cái hạt không nảy mầm này thì nhà em sẽ để nhà em ủ tiếp đến bao giờ nảy mầm thì mình nhặt ra. Đây nhà em sẽ ủ trong cát như này các bác nhé. Sau đó thì mình sẽ đãi ra để mình nhặt lấy những cái hạt nảy mầm mình đi gieo trồng. Thì hôm nào thì em sẽ quay cho các bác xem cái vườn ươm nhà em gieo, cách nhà em gieo như nào các bác nhé. Cuối cùng em xin cảm ơn các bác đã quay xem video và đừng quên ủng hộ em bằng một lượt like và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo của em.